Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp thăm chính thức Cộng hòa Chile sáng ngày 12 tháng 11 tại thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm và phát biểu tại Đại học Chile. Đây là cơ sở giáo dục lớn nhất, lâu đời nhất ở Chile và là một trong những tổ chức giáo dục lâu đời nhất tại châu Mỹ. Phát biểu tại Đại học Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã đề cập tới một số vấn đề về nền tảng quan hệ Việt Nam-Chile, con đường phát triển và đường lối đối ngoại Việt Nam, cũng như tầm nhìn về định hướng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện Việt Nam-Chile trong thời đại mới. Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, mặc dù cách xa nửa vòng trái đất, nhưng Việt Nam và Chile luôn có sợi dây gắn kết đặc biệt và cảm giác gần gũi mỗi khi nhắc tới nhau. Điều này xuất phát từ nhiều điểm tương đồng hiếm có của hai nước, từ lịch sử, văn hóa, địa lý đến mô hình phát triển kinh tế và tầm nhìn về thế giới hiện nay. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, với tầm nhìn rộng mở và bao trùm, ủng hộ tự do hóa thương mại, cả hai nước cũng chia sẻ nhận thức chung về xây dựng, củng cố một trật tự thế giới đa cực, công bằng dựa trên luật pháp quốc tế. Đánh giá cao những thành tựu phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội của Chile, quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin và là một trong số ít các nước đang phát triển đã vượt qua 7 thu nhập trung bình. Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng Chile chính là một điển hình của việc tận dụng tối ưu quá trình toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại để phát triển đất nước. Đề cập tới con đường phát triển của Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc Việt Nam. Việt Nam đã vươn lên đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế mạnh mẽ, sâu rộng. Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, Việt Nam cũng là một điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt và phức tạp, vai trò của các nước phương Nam cũng như hợp tác Nam Nam sẽ ngày càng được coi trọng. Sau khi điểm lại lịch sử mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Chile trong hơn 50 năm qua, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh. Trong những ngày qua, tôi đã có những cuộc làm việc hết sức hiệu quả với các đối tác Chile, đặc biệt là cuộc hội đàm với Ngài Tổng thống. Chúng tôi đã nhất trí về các nguyên tắc và phương hướng hợp tác lớn để đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Chile lên tầm cao mới, sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn. Hai bên cũng tái khẳng định các giá trị chung mà hai nước chia sẻ. Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất một số định hướng cho quan hệ Việt Nam-Chile trong giai đoạn tới, trong đó hai nước cần tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác thực chất, tăng cường thúc đẩy liên kết giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Chile, thúc đẩy hơn nữa các cơ hội đầu tư song phương. Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ tin tưởng với truyền thống quan hệ tốt đẹp, thiện chí và tiềm năng hợp tác toàn diện giữa hai bên, quan hệ Việt Nam-Chile sẽ tiếp tục vươn lên những tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và thế giới. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Santiago de Chile, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chile từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 2024, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Peru và tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2024 tại thủ đô Lima, Peru từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 sáng nay, với 428 trên 430 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, quyết nghị thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Cụ thể, số thu ngân sách nhà nước là 1.966.839 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.548.958 tỷ đồng. Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2024, bổ sung dự toán thu ngân sách trung ương năm 2024, nguồn vốn viện trợ không còn lại là 21.284 triệu đồng và bổ sung tương ứng dự toán chi thường xuyên năm 2024, nguồn vốn viện trợ không còn lại là 21.284 triệu đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2024 của một số bộ ngành địa phương còn chậm. Vì vậy, trong những tháng cuối năm, với mục tiêu giải ngân 95% dự toán được giao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động có giải pháp khắc phục, nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các bộ ngành địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nhất là những công trình trọng điểm quốc gia cũng như những công trình trọng điểm ở địa phương để bảo đảm hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Nhân dịp đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 15 tháng 10 âm lịch, sáng nay, đoàn lãnh đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Vĩnh Long tại phường 1 thành phố Vĩnh Long. Cùng tham dự có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, ông Trương Thành Dẫn, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Về phía thành phố Vĩnh Long, đến dự có ông Bùi Văn Nở, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc các vị trong ban đại diện, các chức sắc, chức việc và tín đồ đón đại lễ thật vui tươi, an lạc và hạnh phúc. Ông ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Vĩnh Long trong việc tuyên truyền vận động bà con tín đồ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là đồng hành cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương. Đồng thời mong muốn ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành với các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Nhân dịp này, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo thành phố Vĩnh Long gửi tặng quà và quà chúc mừng ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Vĩnh Long. Đoàn công tác của quân khu do Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra toàn diện các mặt công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Tiếp làm việc với đoàn kiểm tra có Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phạm Văn Khiêm, tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Năm 2024, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, huấn luyện cho các đối tượng và tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao. Công tác diễn tập đạt chất lượng cao. Công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần kỹ thuật đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp lực lượng công an và các lực lượng chức năng tuần tra đúng quy định, chuẩn bị chú đáo, chặt chẽ văn kiện nhân sự, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch các cấp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Tam Bình khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri việc chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm, việc cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chương trình VLAP trên địa bàn huyện Tam Bình. Tham dự có bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Nhân dân các xã Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Mỹ Thạnh Trung và Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình báo cáo với đoàn về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri việc chỉnh lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm, việc cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chương trình VLAP. Thông qua khảo sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, những nguyên nhân, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã có nội dung khảo sát, giám sát liên quan, thống nhất đề xuất giải pháp thực hiện tập trung, góp phần cùng địa phương giải quyết các vấn đề phản ánh chính đáng của cử tri.
Đồng thời, đây cũng là căn cứ để tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tam Bình có đầy đủ thông tin để thảo luận, chất vấn, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2024. Sáng nay, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề về thực trạng quảng cáo, tin nhắn rác, cuộc gọi rác để lừa đảo. Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp cận những thông tin về thực trạng quảng cáo, tin nhắn rác, cuộc gọi rác để lừa đảo trong thời gian qua và những hệ lụy tác hại của nó. Đây cũng là dịp để Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, các sở thông tin và truyền thông, các doanh nghiệp an toàn thông tin, doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan chức năng làm công tác đảm bảo an toàn thông tin, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt để phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý tình trạng quảng cáo, tin nhắn rác, cuộc gọi rác để lừa đảo. Theo thống kê, trong năm 2023, tổng số tiền mà người dân bị các đối tượng lừa đảo trên mạng khoảng từ 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính. Tỷ lệ người dùng thiết bị di động, mạng xã hội nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%. Cũng theo thống kê của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện đã có 3 nhóm lừa đảo chính: giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác, với 24 thủ đoạn lừa đảo. Thực hiện kế hoạch số 171 ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết năm 2024 của Huyện ủy, từ ngày 13 cho đến ngày 16 tháng 11 năm 2024, Huyện ủy Long Hồ thành lập 3 đoàn công tác đến kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết năm 2024 tại các xã, thị trấn. Nội dung kiểm tra tập trung việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, công tác phòng chống thiên tai và dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, việc triển khai học tập quán triệt chỉ thị nghị quyết của Đảng, việc cụ thể hóa chỉ thị nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động của địa phương, kết quả đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2024. Qua kiểm tra, giúp đánh giá đúng thực trạng và khách quan, những mặt làm được, mặt chưa làm được, nguyên nhân hạn chế, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm về những giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện, nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của địa phương năm 2024. Trên cơ sở đó, xây dựng nghị quyết năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Sáng nay tại phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức liên quan các đội tuyên truyền măng non tỉnh Vĩnh Long năm 2024 với chủ đề đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học hạnh phúc. Tham gia liên quan có 8 đội đại diện 8 huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đội có từ 5 đến 7 học sinh ở các trường trung học cơ sở. Mỗi đội tham gia 2 phần thi cơ bản gồm phần thi kiến thức và phần thi sân khấu hóa. Nội dung thi xoay quanh tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần thiết của việc phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em, tuyên truyền về nội dung luật trẻ em. Liên quan các đội tuyên truyền măng non là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho thiếu nhi, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cũng như phát huy khả năng, năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, qua đó góp phần giới thiệu các mô hình, cách làm mới trong việc tuyên truyền giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua thì các đơn vị sở ngành địa phương đã khẩn trương thực hiện các công trình phần việc, phấn đấu đến trước ngày 14 tháng 11 hoàn thành cơ bản các công tác chuẩn bị tổ chức Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Ghi nhận tại các khu vực như phố đi bộ, khu trải nghiệm làng nghề truyền thống gạch gốm, đường gốm đỏ và qua, khu hội chợ triển lãm đang được khẩn trương thực hiện và dự kiến hoàn thành trong ngày hôm nay 13 tháng 11. Riêng đường qua ở phường 9 và các tiểu cảnh qua ở tuyến đường từ đầu cầu kênh Thầy Cai vào điểm lễ khai mạc festival, ngành chức năng đã thực hiện xong các tiểu cảnh gạch gốm, phần qua trang trí sẽ bổ sung vào trước ngày khai mạc để đảm bảo qua tươi và đẹp. Công tác thông tin tuyên truyền đang tiếp tục được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng, tạo được hiệu ứng tốt và thu hút sự quan tâm của nhân dân và các doanh nghiệp. Tính đến chiều tối qua 12 tháng 11,
Cả 26 nội dung công việc chuẩn bị cho Festival Gạch Cốm Đỏ Kinh tế Xanh Tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 đã được triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành. Tin bão trên Biển Đông, cơn bão Torazi, bão số 8. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong khi đó, cũng theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 12 tháng 11, vị trí vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Nam, Tây Nam, suy yếu và tan dần. Đây là thông tin cuối cùng về cơn bão số 7.